tượng và độ cứng. Độ cứng, độ cứng là do tính dính mà ra. Độ cứng do tính dính mà ra. Mà tính dính thì liên quan đến tính rã, nãy mình nói rồi. Cứng quá thì có rã, tức là dính quá thì có rã. Mà rã dễ thì có dính. Cho nên là bắt buộc phải cân bằng. Cân bằng, dính là rã. Rồi được chưa? Rồi, cái đó là cái phần thứ nhất vừa nói về định nghĩa và ưu điểm. Nhược điểm, nhược điểm của viên nén là gì? Không phải viên nào, không phải hợp chất nào cũng làm được viên nén đâu. Rồi cái nhóm đó, một bạn trả lời đi, những hợp chất nào không làm được viên nén? Các bạn thì người trong giọng có mặt sao thì tự nhiên tên thằng quên. Nghiêm dân tộc. Tôi nhớ là dân tộc luôn nha. Tức là những hợp chất nào mà mình không có nhập được viên. Không nhập được viên. Không hạt chất, ý là hạt chất chứ không phải hạt chất. Hạt chất, hạt chất nào mà mình không có nhập được viên. Gì nữa? Mấy bài hơi gì nữa? Dễ nổ. Dễ nổ là gì nữa? Tức là mình uống vô mà nó bị hư qua sẽ nhập vậy thì có nên làm viên nén không? Vậy đó là gì? Bị phân hủy bởi axit dạ dày, ví dụ như gì? Ví dụ như insulin, sao không uống mà người ta phải tiêm, tức là người ta nén người uống ra mà xuống. Tức là một số hoạt chất, nhược điểm là không phải hoạt chất nào cũng làm được viên nén hết. Nó chỉ một số hoạt chất có thể làm được thôi, như vậy là các chị các bạn phải né ra. Là nếu mà mình uống vô mà nó bị hơi với axit dạ dày, không có làm viên nén. Cái tướng không làm viên nén. Rồi đóng đồ cồn, dầu bay hơi, dễ cháy nổ, nó có làm viên nén. Rồi, nó là nhược điểm đó chứ cô đó. Chứ còn lại đã mình nói ưu điểm là nó tích hợp vì nó bền nè, nó bền nè, nó rất dễ uống nè. Nhưng mà nén trần thì có thể là nó khó cái che giấu mùi vị, cho nên là cái nén đó thường là dễ thì mình sẽ làm viên bao, mình sẽ làm viên bao, còn bột mình đóng vô nè, được nè. Cái viên nén của mình thì nó khó che giấu mùi vị chưa. Rồi mình qua cái phần thứ hai là phân loại và thành phần. Phân loại đây thì có mấy cái thành thảo đó lên. Cô có hai cách dùng và được sử dụng. Hai cách dùng là mình có viên nén như bốn đúng không? Gì đó dùng tiêm, dùng để quà ta, phải không? Rồi dùng để cấy dâu không? Vậy nữa. Cô vẫn nói theo đặc tính phân tích hoạt chất. Theo đặc tính phân tích là phân tích tức thì, phân tích trễ và hoặc là phân tích kéo dài. Rồi là số. Vậy là các chị các bạn lưu ý là cái này có học thuộc, như vậy là lúc này cái viên nén người ta sẽ đưa ra câu hỏi là vậy thì cái viên sữa bột có phải là viên nén không? Phải, nhưng mà nó là viên nén đặc biệt. Vậy thì các chị các bạn nó đặc biệt là nó kéo, nó kéo với cái viên nén trần ở chỗ nào? Vậy thì tí xíu mình sẽ phải tiêm cái tá dược. Tại vì sữa bột là nó phải sữa ra bột và nó phải rã rất là nhanh khi tiếp xúc với nước. Vậy là tá dược mình lưu ý là nó làm sao mà nó sẽ rã nhanh, rồi nó sữa bột nó sinh ra bột nó làm khí CO2 vân vân. Thì cái đó là tá dược gì để cho nó sinh ra khí đó. Rồi mình có cái dạng viên nén mình cấy với da, hoặc là người ta cấy mắt, rồi viên nén người ta đã âm đạo. Rồi mình có cái viên rã nhanh, tức là cái viên mà đặt vô trong lưỡi á, hoặc là viên đặt ở trên lưỡi rồi viên đặt dưới lưỡi nữa. Vậy thì lúc mà mình làm viên á là mình phải lưu ý cái đặc tính là cái viên này của mình có phải là những cái loại viên đặc biệt hay không. Tức là đặc biệt là sao, là nó không phải là nó vào bằng đường uống, phải không? Rồi nó trải qua cái giai đoạn là nó phải rã ra, tức là cái viên mình nén mà như vậy nó sẽ rã ra. Nó rã ra thì nó có phóng thích hoạt chất, tức là nó giải phóng, rã, giải phóng ra. Còn tức là nó rã, nó sẽ phóng thích hoạt chất, rồi hoạt chất đó nó mới hòa tan, thấm hoạt tục. Nếu mà nó không qua giai đoạn bình thường như vậy thì nhớ nghe là nó là viên đặc biệt. Vậy kể tên những viên đặc biệt thì mình có là viên đặc dưới lửa nè, viên đặt trên lưỡi và viên rã nhanh nè, viên hòa tan nhanh nè, rồi viên sữa bọt nè, rồi viên cái dưới da nè, viên nén đặt âm đạo nè, và đó là những cái viên đặc biệt. Vậy cái đặc biệt thì các chị các bạn sẽ phải thêm cho nó những cái lưu ý đặc biệt. Lưu ý đặc biệt là nằm ở đâu? Lưu ý đặc biệt là trong thành phần của nó có cái gì đặc biệt không? Khi làm có để ý cái gì đặc biệt không? Ha? Ví dụ như người ta đặt âm đạo hoặc là những cái viên đặt vào miếng mắt thì người ta bắt buộc phải bôi thuật. Tức là làm gì làm cái bộ phận. Rồi cái đặt dưới lửa, dưới đặt trên lửa để mà cho tác dụng nhanh á, là phải hoạt chất nào mình cũng làm gì không? Không có. Nếu mà đặt dưới lửa để cho tác dụng nhanh thì những cái nào mà
Vậy thì các chị các bạn bắt buộc phải học ha, tức là những cái dạng viên đặc biệt thì mình phải học cái đặc biệt. Ví dụ nào đó viên xương bọt sao đặc biệt, viên xương bọt sao đặc biệt, mở ra mà mình sẽ nói nó viên xương bọt là nó sủi ra bọt, vậy là nó phải tác dụng để tác dụng với nước để sinh ký. Vậy muốn tác dụng với nước để sinh ký là gì? Là viên carbonate, viên carbonate để sinh ra viên CO2. Rồi vậy là rồi các chị các bạn sẽ phải đọc qua là những cái viên đặc biệt thì nó sẽ khác với cái viên nén thường chỗ nào. Như vậy chúng ta lưu ý là viên nén thường theo dược liệu quy định thời gian rã của viên nén trần bình thường là 15 phút. Nhưng nếu là những viên đặc biệt, ví dụ như đặt dưới lưỡi rã nhanh thì nó 1 phút, nó 5 phút, như xuống bọt 3 phút cũng vậy thì phải học thuộc. Ha, tức là nó đặc biệt. Đặt trên lưỡi là những cái 30 giây nữa, tức là mấy cái viên rã nhanh đó gọi là đi. Còn đặt dưới lưỡi thì phải tác dụng rất là nhanh, vậy người ta chuẩn cho nhanh là 5 phút. Còn cái xuống bọt thì 3 phút. Rồi, vậy là mấy cái đó mình có lưu ý là nó khác với viên nén. Nén trần bình thường là 15 phút. Còn viên nang với nước là 30 phút, không phân biệt nang cứng nang mềm. Rồi, học thuộc cái đó ha. Còn bột, bột thì nó đã rã sẵn rồi cho nên nó chỉ hòa tan không hấp thu, cho nên không có ai nói thời gian rã gì đó, không có. Được chưa? Viên nang không phân biệt nang cứng nang mềm là 30 phút. Bữa nay của mình viên nén là 15 phút, viên nén trần bình thường. Được không? Rồi. Rồi, bây giờ đó là phân loại và thành phần đi. Thành phần. Thành phần của viên nén. Rồi, các bạn mặc áo xanh này trả lời trong đầu đó. Thành phần của viên nén. À, câu hỏi đó có thái dược thì có tính hoạt chất. Thành phần thường là mình tiêm vào thái dược, và thái dược thì có những cái thái dược nào quan trọng? Có 4 loại thái dược quan trọng của viên nén, kể tên. Có nhiều đồ dính rã và chân bông đỏ xuống. Đồ là làm gì? Đồ là làm gì? Đồ cứ làm mình biết đồ đồ là để làm tăng khối lượng lên. Vậy là một mình cái hoạt chất nó không có đủ nhập viên. Người ta muốn nhập viên cho được thì người ta phải thêm cái độ nhập. Đồ còn có tên là tá dược pha loãng. Tá dược đồ còn có tên là tá dược pha loãng. Vậy nhắc lại nha, cái câu phân loại thì có đọc. Cái câu số 2 là mình nói về thành phần á. Thì mình đã học thành phần thì 4 loại tá dược hoạt chất thì có đó rồi. Tá dược, 4 loại tá dược quan trọng trong viên nén là tá dược đồn, tá dược dính, tá dược rã và tá dược trơn bóng. Rồi, ở trên thị trường hiện nay có những loại tá dược gọi là tá dược đa năng. Có nghĩa là nó hết cái giai đoạn nó có hết, dùng nó là coi như là được hết. Thí dụ, Avicel là cellulose với tinh thể. Tức là nó dược đồn, dính, rã, trơn bóng, có hết. Có hết, Avicel là tá dược đa năng. Đa năng có đi chơi cho hỏi. Hãy kể tên tá dược đa năng thì ai mới xem một tá dược đa năng. Rồi, vậy là sẽ học vai trò của từng thành phần. Thứ nhất là tá dược độ. Tá dược độ còn có tên là tá dược pha loãng. Độ tức là làm tăng khối lượng của viên. Tăng khối lượng chi cho mệt vậy? Uống hết không được, không chịu gì á. Vậy tăng khối lượng để cho dễ nhập viên, tức là cải thiện được tính chiều nén. Tăng khối lượng có nhập viên cho dễ. Ha. Rồi đó là độ. Rồi tiếp tục mình có gì đó dính, hồi nãy mình nói đồ dính thì sẽ có hai loại dính khô và dính tương. Tức là những cái hoạt chất mà nó không có bền trong môi trường lỏng thì mình sẽ dùng tá dược dính khô. Dính khô. Tá dược dính khô. Còn ví dụ ta hỏi hồ tới bột là tá dược dính khô với nước thì dĩ nhiên là đã hồ tới bột. Hồ là ướt, tá dược dính nước. Vậy thì dính nước thì nó sẽ không phù hợp cho những hoạt chất mà không bền với ẩm. Được chưa? Cái nào mà bền với ẩm thì là dùng dính nước. Còn không bền với ẩm thì dùng là khô, tức là bị ẩm hơn á thì dùng tá dược dính khô. Vậy hồi sẽ kể tên nha, tá dược dính khô tên gì, tá dược dính nước thì đã có nói hồi trên bột. Rồi xong tá dược dính tới tá dược rã. Vai trò của tá dược rã là làm gì, có những cơ chế rã nào? Vai trò của tá dược rã, rã tức là nó giúp cho các tiểu phân á, hồi nãy dính là giúp cho các tiểu phân gắn lại với nhau, còn rã là làm cho các tiểu phân sẽ rời rạc ra. Như vậy là nó rời rạc ra theo cơ chế nào? Nó có cơ chế là hút nước, phình lên, nở, bung ra. Vậy là cơ chế trưa nở. Cơ chế thứ hai là đụng nước, tan. Cơ chế hòa tan. Cơ chế thứ ba là sinh ký. Vậy các anh chị các bạn hãy kể khi nào mình dùng cơ chế trưa nở, khi nào dùng cơ chế hòa tan, khi nào sinh ký. Đọc được đó nha. Vậy đọc câu hỏi nha. Câu thứ nhất là tá dược dính. Có hai loại dính khô và dính nước. Vậy mình ghi nhớ nha. Bốn loại tá dược quan trọng trong viên nén. Độ, dính, rã, trơn bóng. Hồi nãy nói rồi, tá dược trơn bóng được thêm vào sau cùng. Sau cùng tức là trước khi nhập viên. Rồi, độ là làm tăng khối lượng để cho dễ nhập viên, tức là
nát. Dính là làm cho tiểu phân liên kết với nhau tạo thành khối, tạo thành khối, nhưng mà dính giảm thượng đó là nhớ dính tạo thành đầu cưng, cứng quá thì khó rã, được chưa? Dính thì có dính khô và dính ướt. Dính khô có nghĩa là mình trộn khô mà nó không dính lại với nhau, hiểu không? Trộn khô như vậy là những hoạt chất mà không bền với ẩm thì dùng ta dùng dính khô, những nào mà không bền bền với ẩm thì mình dùng dính ướt. Dính ướt là không dùng dứt, tức là mình hiểu là ướt thì nó dễ dính với nhau, còn cái này khô sao dễ dính, cho nên là cái chuyện mà dính khô rất là dùng. Dính ướt là phương pháp thông dụng nhất. Hãy kể tên dính khô, cái dụng dính khô, cái dụng dính ướt, kể tên. Rồi, cái thứ ba là cái dụng rã. Vậy là tôi sẽ còn phải kể tên cái dụng dính khô và dính ướt. Rồi, số ba là cái dụng rã. Rã tức là làm cho cái tiểu phân nó tách rời ra. Rời ra để làm gì? Rời ra để bắt đầu chuẩn bị hòa tan, nóng hầm khô. Vậy thì rã, câu hãy cử chế một là hút nước. Uống nước, uống thuốc vô thì nó sẽ hút nước trong dung dịch. Hút nước, trương nở, bung ra, nở, để rã ra. Cơ chế thứ nhất, trương nở. Cơ chế thứ hai, rã hòa tan. Cơ chế thứ ba là sinh khí. Rồi, những hoạt chất nào, những tác dụng nào là thuộc cái đó dạng là thuộc dạng là hòa tan, trương nở và sinh khí. Cuối cùng là trơ bóng. Trơ bóng thì đã có nói rồi. Trơ bóng là giúp cho hạt nó chảy đều. Mình không có nói bọt nghe, hạt giúp cho hạt chảy đều. Trơ bóng để giúp cho hạt chảy đều, giúp cho hạt đừng có dính vô trong thành bình, tức là giảm ma sát, giảm ma sát. Và như vậy giúp cho cái viên á, cái cốm nó sẽ đều hơn. Nè, trơ bóng nó là bóng viên nữa, trơ bóng đầu tiên là bóng viên.